Bắt đầu từ đầu tháng 10 này, các ngân hàng chỉ còn được dùng 30% vốn ngắn hạn để cho vay chung và dài hạn, thay vì mức 34% như trước đây. Việc giảm tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay chung, dài hạn là quy định đã được đưa ra từ năm 2020, được thực hiện theo lộ trình giảm dần mỗi năm một ít, từ 40% về 30%. Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước, cho vòng một năm trở lại đây, tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay chung dài hạn của toàn hệ thống ngân hàng chỉ quanh mức từ 25-26%, luôn thấp hơn quy định, ngay cả khi giảm xuống mức 30% từ ngày 1 tháng 10 năm nay. Chỉ duy nhất nhóm các ngân hàng thương mại cổ phần, tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay chung dài hạn cao hơn. Đến tháng 7 năm 2023, tỷ lệ này ở mức 32,6%. Vì vậy, để đáp ứng đúng quy định giảm tỷ lệ, các ngân hàng thương mại cổ phần đã thực hiện nhiều giải pháp, ví dụ như việc phải tăng lượng huy động các kỳ hạn dài lên. Tại ngân hàng VP Bank, biểu lãi suất huy động của các kỳ hạn dài hạn luôn cao hơn từ 0,3 cho đến 1,5% một năm so với tiền gửi ngắn hạn để khuyến khích người dân gửi nhiều tiền hơn vào các kỳ hạn dài. Theo Ngân hàng Nhà nước, hiện có khoảng 80% tiền gửi tiết kiệm là ngắn hạn, cho nên việc vay trung hạn và dài hạn quá lớn sẽ khiến cho hệ thống chịu rủi ro chênh lệch kỳ hạn. Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê mới công bố, 9 tháng cả nước có gần 49.000 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 9 tháng lên tới 165.000 doanh nghiệp, tăng 1,2% so với cùng kỳ của năm trước. Bình quân một tháng có hơn 18.000 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Tổng cục Thống kê cho biết, trong tháng 9 năm 2023, cả nước có 12,684.000 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 117.000 tỷ đồng và 80.000 lao động. So với cùng kỳ của năm 2022 thì con số này đã tăng 10% về số doanh nghiệp và giảm 13% về số vốn đăng ký, tăng 29% về số lao động. Tính chung 9 tháng đầu năm 2023, cả nước có hơn 116.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 3% về số doanh nghiệp so với cùng kỳ năm trước. Kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến chế tạo trong quý 3 năm 2023 cho thấy, 30% số doanh nghiệp đánh giá tốt hơn so với quý 2 của năm 2023. 37% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh ổn định. Dự kiến quý 4 năm 2023 có 39% số doanh nghiệp đánh giá xu hướng sẽ tốt lên so với quý 3 của năm 2023. Tình hình sức khỏe của doanh nghiệp phụ thuộc chủ yếu vào triển vọng sản xuất của các tháng cuối năm, nhất là đối với những doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo. Thưa quý vị và các bạn, theo số liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hiện tổng vốn FDI vào Việt Nam đạt gần 20,21 tỷ đô la Mỹ, tăng 7,7% so với cùng kỳ của năm ngoái. Và trong đó thì gần 2.300 dự án FDI mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với hơn 10,23 tỷ đô la Mỹ, tăng 66,3% về số dự án và tăng 43,6% về số vốn so với cùng kỳ của năm trước. Theo Cục Đầu tư nước ngoài, từ đầu năm cho đến nay, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư 18 ngành trong tổng số 21 ngành kinh tế quốc dân. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt 14 tỷ đô la Mỹ, chiếm gần 69,3% tổng vốn đầu tư đăng ký và tăng 15,5% so với cùng kỳ. Các dự án đầu tư mới vẫn tập trung vào các tỉnh, thành phố có nhiều lợi thế trong thu hút đầu tư nước ngoài, như cơ sở hạ tầng tốt, nguồn nhân lực ổn định, nỗ lực cải cách thủ tục hành chính và năng động trong công tác xúc tiến đầu tư. Điển hình là một số địa phương như Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Bình Dương. Trong số 102 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam, Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư 3,98 tỷ đô la Mỹ, chiếm 19,7 tổng vốn đầu tư vào Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, theo đề xuất của Chính phủ, thời gian phê chuẩn quyết toán chậm nhất từ 18 tháng xuống chậm nhất là 12 tháng, tức là giảm 6 tháng so với quy định tại Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015. Việc rút ngắn quy trình, thời gian quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm là rất cần thiết. Tuy nhiên, câu chuyện về việc cần phải làm rõ các điểm khác so với quy định Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015 và các luật hiện hành có liên quan.
Một số ý kiến cho rằng hồ sơ tài liệu chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội chưa đủ điều kiện thẩm tra theo quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, do đó đề nghị bổ sung đầy đủ hồ sơ, tài liệu để có cơ sở báo cáo Quốc hội. Đây là nghị quyết quy phạm pháp luật, vì vậy trình tự thủ tục xây dựng ban hành nghị quyết phải tuân thủ quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Và từ việc lập đề nghị đưa vào chương trình xây dựng nghị quyết, thẩm định đề nghị, trình chính phủ thông qua đề nghị xây dựng nghị quyết và trong quá trình soạn thảo phải tổ chức lấy ý kiến của đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan về dự thảo văn bản. Rồi ví dụ như là các cái cấp dự toán, thì bây giờ cái thời hạn rút ngắn thì tất cả những đối tượng chịu sự tác động đều phải được lấy ý kiến theo quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Dự thảo nghị quyết ấy, để trình Thường vụ Quốc hội thì chúng tôi cũng đã dự thảo. Tuy nhiên bây giờ mà ban hành theo cái luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ấy, thì lại vòng đưa lại để gọi là lấy ý kiến tất cả các cái cơ quan mà chịu cái tác động lấy ý kiến theo quy định thì chắc là gọi là sẽ không kịp cái kỳ họp này. Trước đó thẩm tra báo cáo thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội cho rằng để đảm bảo tính đồng bộ trong tổ chức triển khai thực hiện, đề nghị chính phủ khẩn trương đưa vào chương trình xây dựng pháp luật năm 2024, sửa đổi ngay một số điều của luật ngân sách nhà nước về rút ngắn quy trình thời gian quyết toán hàng năm. Trường hợp không kịp sửa đổi một số điều luật ngân sách nhà nước trong năm 2024, đề nghị xây dựng nghị quyết của Quốc hội thí điểm từ năm 2025. Thưa quý vị, trong 9 tháng qua, lĩnh vực nông nghiệp đã mang về hơn 38 tỷ đô la Mỹ kim ngạch xuất khẩu nông, lâm và thủy sản. Giá trị các mặt hàng nông sản có mức tăng mạnh nhất đạt gần 20 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 17% so với năm ngoái. Sức bật mạnh mẽ của một số ngành hàng đã cho thấy nhiều lợi thế tăng tốc trong quý 4. Rau, quả, gạo, cà phê là những mặt hàng Việt Nam đang có lợi thế để tăng tốc cả về lượng và giá trị. Trong 9 tháng qua, riêng mặt hàng rau quả đã đạt gần 4,2 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 72% so với cùng kỳ năm ngoái. Trung Quốc, Hoa Kỳ và Nhật Bản là ba thị trường lớn nhất của nông sản Việt Nam, với giá trị kim ngạch đạt hơn 3,6 tỷ đô la Mỹ. Gạo là mặt hàng đã có mức tăng về giá trị hơn 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá gạo có thời điểm lên đến gần 650 đô la Mỹ trên một tấn. Cùng với gạo, trái cây, cà phê cũng giữ mức giá ở mức cao và có thời điểm lên mức 2.828 đô la Mỹ trên một tấn. Giá trung bình 9 tháng là 2.455 đô la Mỹ trên một tấn. Sau 9 tháng, ngành cà phê đã đem về 3,1 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 2% về giá trị so với cùng kỳ của năm ngoái. Những tín hiệu tích cực từ một số ngành hàng đã góp phần củng cố mục tiêu 55 tỷ đô la Mỹ giá trị kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản trong năm nay. Theo Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương, ước tính trong tháng 9 năm 2023, trong giá xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đạt 1,2 tỷ đô la Mỹ, trong đó giá trị xuất khẩu sản phẩm gỗ ước đạt 785 triệu đô la Mỹ. Tính chung 9 tháng đầu năm 2023, trị giá xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam ước đạt 9,7 tỷ đô la Mỹ, trong đó trị giá xuất khẩu sản phẩm gỗ ước đạt 6,5 tỷ đô la Mỹ. Trong cơ cấu mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ xuất khẩu, đồ nội thất bằng gỗ là mặt hàng xuất khẩu chính trong 8 tháng đầu năm 2023, đạt 5 tỷ đô la Mỹ, chiếm 59,1% tổng trị giá xuất khẩu. Ngoài ra còn có dăm gỗ, gỗ ván và ván sàn, viên gỗ nén và cửa gỗ. Tuy nhiên trị giá xuất khẩu những mặt hàng này cũng giảm do nhu cầu toàn cầu yếu. Thưa quý vị, bệnh bụi phổi silic là một bệnh thường xảy ra với người lao động làm việc trong những môi trường liên quan đến sản xuất cát, đá và thạch anh. Mặc dù những cái chết với căn bệnh này đã được cảnh báo trước và còn nhiều tiềm ẩn, thế nhưng vì cuộc sống mưu sinh, nhiều người lao động cũng không có phương án nào khác và buộc phải chấp nhận lao động trong môi trường độc hại này. Anh Dương Văn Chính là công nhân đã có 5 năm làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn Châu Tiến, đóng tại khu công nghiệp Nam Cấm, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Dù ký hợp đồng lao động, có đóng bảo hiểm, nhưng trong suốt 5 năm làm việc tại đây, anh cũng như nhiều công nhân khác chưa từng được công ty tổ chức khám sức khỏe định kỳ, mặc dù môi trường lao động rất độc hại. Và từ khi phát hiện mình bị mắc bệnh bụi phổi, mọi thứ với anh như sụp đổ hoàn toàn. Trong cái xưởng rộng mênh mông vậy mà bụi mà không có nhìn thấy gì nữa. Thì hai xe nâng mà chạy mà bụi mà nâng mà không bụi mà
không có thấy gì đường mà đi mà bụi phải húc nhau. Công ty không có cái khẩu trang cái gì cả, công ty không có một cái cấp khẩu trang hay là cái gì mà để phòng độc hay là phòng hóa. Tại tỉnh Nghệ An hiện có hàng trăm doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khai khoáng với hàng nghìn công nhân làm việc trong môi trường rủi ro độc hại. Trong đó, khu công nghiệp Nam Cấm có 9 công ty bột đá siêu mịn với hơn 400 lao động. Tại thủ phủ khoáng sản huyện Quỳ Hợp có hàng trăm doanh nghiệp với 80 mỏ khai thác khoáng sản và nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực chế biến. Ngoài dây chuyền lạc hậu thì việc tuân thủ luật lao động, ý thức chấp hành của người lao động và chủ doanh nghiệp hiện còn rất nhiều bất cập. Thực trạng này đang xảy ra tại nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khai khoáng. Và sự việc xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn Châu Tiến là hồi chuông báo động cho thực trạng này. Về ý thức chấp hành vấn đề an toàn ấy, thì anh chị em cũng có một số cái lơ là đấy, trong công việc. Cho nên là bản thân chúng tôi cũng phải có một cái ban để mà thường xuyên kiểm tra đôn đốc và thậm chí là cũng có những cái khen thưởng và thậm chí là xử phạt đối với những cái trường hợp vi phạm đến vấn đề an toàn lao động. Tổ chức công đoàn chúng tôi đã tham gia vào cái hội đồng an toàn vệ sinh lao động của tỉnh. Và tại các cái hội đồng này thì chúng tôi đều kiến nghị phải cần nên có những cái kiểm tra giám sát và xử lý nghiêm những cái đơn vị này. Tất nhiên là trong quá trình chúng ta làm thì chúng ta cũng đang vướng một cái ý là chúng ta hạn chế công tác kiểm tra giám sát. Bệnh bụi phổi nghề nghiệp là bệnh chiếm tỷ lệ cao nhất trong 28 bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm ở nước ta. Có thời điểm bệnh bụi phổi chiếm tới 74,40%. Bụi phổi silic là tình trạng sơ hóa do hít phải bụi có chứa silic, bụi mịn. Triệu chứng của bệnh này rất khó phát hiện nên khả năng chữa trị phục hồi là rất thấp. Những cái bệnh nhân này là hít phải những cái bột đá có đường kính dưới 3 micromet và nó hít thẳng vào phế nang và nó gây một cái quá trình viêm đó. Thì thường mà nó xảy ra cấp tính thì ở 3 tháng đầu và sau 3 tháng thì nó ở cái giai đoạn mãn tính không phát hiện được bởi vì triệu chứng thường nó nghèo nàn. Cầm hồ sơ bệnh án như án tử trên tay, cùng với thông tin ngày càng nhiều người mắc và tử vong vì bệnh bụi phổi, anh Chính không khỏi xót xa, buồn bã. Sự thiếu hiểu biết chủ quan của bản thân và sự tắc trách của doanh nghiệp đã cướp đi sinh mạng của nhiều người lao động chân chính. Cuộc vật lộn mưu sinh mòn mỏi cùng căn bệnh chết người như gắn với phận người, phận nghề của họ. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin Dòng chảy cuộc sống ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Tình trạng săn bắt bẫy thú rừng buôn bán động vật hoang dã thời gian qua tại nhiều địa phương trên cả nước vẫn diễn biến phức tạp. Nạn săn bắt tiêu thụ động vật hoang dã làm suy giảm đa dạng sinh học, gây ra nguy cơ tạo nên đợt tuyệt chủng của nhiều loại động vật, đặc biệt là động vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng cao. Vì vậy, tăng cường kiểm tra đẩy đuổi, phá gỡ các loại thú, bẫy thú rừng trong các khu bảo tồn thiên nhiên là hết sức quan trọng. Nội dung sẽ có trong bản tin Dòng chảy cuộc sống ngày mai.